Kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Lúc buổi sáng ngày hôm nay anh em trong thôn bản cũng giúp nhà chị So san cái nền nhà. Bây giờ cũng khá là muộn buổi trưa rồi, bây giờ khoảng tầm hơn 10 giờ, gần 11 giờ trưa rồi. Thì anh Tủa trưởng thôn cũng có bố trí mấy anh em đi làm cơm hộ nhà chị So để tí nữa anh em làm buổi trưa xong ấy thì tí về ăn. Tại vì là bà con ấy, số lượng người ra cũng khá là đông, cho nên là cũng như theo anh Tủa trao đổi với em Ngọc từ mấy hôm trước ấy, thì cũng nói là bà con làm xong thì bà con về không ăn cơm đây, nhưng mà do là em Ngọc cũng thấy là thôi bà con là vất vả, em Ngọc cũng mua một ít thịt gà, gà đùi về để cho chị So làm cơm ăn cơm cho bà con là làm mệt xong ăn nghỉ ngơi xong là ăn cơm xong đi về. Bà con cũng làm trưa rồi thì cũng có ăn để lấy sức ấy. Ở đây thì bà con cũng đang rất là vất vả, tại vì cái đất này ấy thì nó cũng nói chung là cũng rất là chắc, cái nền đất củ nó rất là chắc ấy, đào rất là vất vả. Và tí nữa sẽ qua bên cây kia thì anh Ngọc chia sẻ cho nhà chị So và anh em cũng hộ nhà chị So làm cơm ở phía bên kia. Hôm nay em chơi thì cũng có qua đây cũng giúp nhà chị So cũng lấy cái xà beng qua bên này. Xà beng thì là cái cào đất ở đây, bà con thường là xa nền nhà hay có cái thanh gỗ này này cào để kéo đất. Tại vì khu vực bên này không có xà beng, cái xà beng này là từ nhà em cấy sang nha quý vị nhé. Em mượn hai cái này của em. À đây à, ừ. Nhà em có hai cái à? Em có mà, một cái thì em mượn. Cái này cũng của em, làm xong thì là A Hầu cấp vứt cất rồi. Hôm nay mà có cái tấm này thì chắc nhanh luôn. Ừ, con này kéo nhanh. Cứ bước, cứ một cầu nữa. À, khỏe nhờ, một tay sách. Có sợ hả? Có gì? Khó thế thế là cái gì sợ vậy ta? Khó hả đâu? Sáng nay thì anh Ngọc cũng mua ít ăn về gà đùi, thì có hai chú này cũng đang vào chuẩn bị chặt cái gà đùi, thì sẽ mời anh em ăn bữa cơm trưa. À không, có đấy, rửa tay xong ấy, rửa tay xong vào giúp làm. Thật xanh nha. Thật xanh. Hai, thật xanh. Ờ. Ôi, con đi. Giờ rồi, bánh chè vào đây. Này, thật xanh. Đây, nó tha, nó tha. Nó tha. Ờ, đây. Cái đùi. Chào các chú nhá. Chị vào đây. À, hôm nay. Vậy chị chơi à? Cứ gì về, nhớ gì á? Đây hôm nay có một cái cô này cũng vào giúp chị So, cũng là cái phần cơm của nhà. Coi như là nấu mì mén. Đến mộ của tao chả? Mộ tao đi mà rơn đến xin chết sống nước tao chỉ sợ mà đâu ý chú rồi.
Đây quý vị, hôm nay thì bà con nó ra giúp chị So rất đông, toàn là nó mì mến. Đây một nồi, một cái nồi to đây. Đây cũng là canh rau bí, canh rau bí. Đây vẫn là mì mến, mì mến đây. Cái bao tải mì mến vì bà con nó cũng rất là đông người, tầm 40-50 người thì nó phải ăn mì mến. Cho mua mà đặt mua, cho chị chín mà mua, cho đặt chữ lai vậy. Đây lấy cái gà đùa đây, lần mình xào qua cái chảo, coi như là không dùng mỡ, không có mỡ thì nó chỉ lấy nước hấp, hấp cho vừa ít nước vào đây, mình hấp cho nó chín luôn, không phải dùng nước nhiều quá. Đây cháu này đang lấy cái phần củ ở trên gác, chuồn bò. Thế là gia đình của chị So thì không có chỗ để củ thì toàn vứt ở trên gác, không bò đây. Xin nhá. Đây, cháu xin nhá. Xin. Ăn xong thì cái này phải mang đi đốt nhá. Cái vỏ này lấy đi đốt nhá, đừng có để đây nó bẩn. Này thì có A Hầu vào làm cái phần bếp, giúp làm cái phần thịt gà. Chọc te đó. Chào chào bà đi, chào đấy. Chào bà. Chào bà đi. Ta kéo chị con cho cao vị, cho nó chết chết luôn chứ lại nó nhiều à. À con chỉ chỉ bao đi mà. Đây chú chị lấy cái nước hấp thế này đó, tí nữa cho cái gia vị, cho má muối mì chính vào đây hấp cho nó chín thì bà con sẽ ăn. Cách ăn của bà con ở đây nó rất là đơn giản. Đi xe thì đấy, xe tàu à? Vị, lúc này thì em cái cũng thấy làm được hai nồi rồi. Nhưng mà ý là cái cô này cũng nghĩ là chị sợ là đông người quá ấy. Tầm 50 người rồi, chị sợ không đủ ăn. Thì vậy tiếp tục làm ít để cho nó anh em mình vào để ăn ấy. Nó đủ, chị sợ là không đủ thì không biết lấy ở chỗ nào. Thì cách ăn của bà con thì toàn ăn mì mến với rau bí. Thì người ta hay dùng cơm nhiều và canh nhiều. Thiệt chồng mà. Chị có thể có lợi chế, mà mau có lợi chế cho có lợi chế chế cho có lợi 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 chế cho rau hao tao là, mình tao mà, ôi thì cái đuôi đuôi cái tao, ôi cái tao thế là, ôi thì cái lỗ nó bên nào, rau mà hao tao là, nhưng mà ôi tao chủ rất chơi chơi chủ yếu ôi, mà cho ôi thì tổ sư cho ôi lấy chặt ôi là tuân trọng, tuân trọng, chuẩn là cái tuân trọng.
thế thì có cháu ôm một chỉ mua cháu sẽ chỉ bao cách làm mình bén thì là cho nước vào đấy ở lấy hai cái hãy cho nhau thì làm những cái này sao một cái mỗi cái thì thứ nhỉ các cái lửa hãy cho nhau sáng 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 sớm Bây giờ nước trong núi cái nồ đã sô, bắt đầu chuẩn bị cho cái phần này là phần đầu tiên. Lần thứ hai cũng lại cho giống như lần đầu tiên như thế. Lần thứ hai mới chín hẳn. Mà nó chín xanh. Gà để cái kia nó mất cố tôi đi. À cho đi giày cho đi này. Nó mất cái này mất được. Ok thì chị này tôi tao cụ. Chị ơi mất cố đi tao tốt hơn nè. Chị trai à? Ừ. Thầy muốn bé. Chị ơi cô đi cắt chị trai à? Dạ. Ô số cho mày đi, ô chị cháu lên đây chú cắt tổ tôi cũng đã. Chính xác mà chị ăn đi chị cũng thiếu chá mà. Có lột to không? Mình muốn cho thế. Ô! Cho thịt phổ à? Đây, cái phần thịt ra. Quý vị, mình chỉ cho nước hấp thế này thôi. Chín hẳn thì mình múc ra luôn. Không phải cho canh gì hết. Chúng ta phụ dê vô dạo uống nó à. Đây thì quý vị đã cho cái mùi vị cái đây rất thơm. Làm để đi chỗ này đi mua khoai thì ăn nha. Nhưng mà đây quý vị à, bây giờ đang đến giờ cơm trưa à, cho anh em cũng nghỉ à, về để ăn cơm trưa ở nhà chị So. Rồi ăn cơm trưa, xin chào các anh. Hôm nay đi làm về rất là đông, tầm hàng hơn 50 người. Còn một số người thì vào nhà chị So để ăn cơm à, vì nhà nó ở xa, nó ăn cơm ở đây. Còn một số người nhà gần đây nó lại không ăn cơm, nó lại về à, nếu mà tập trung về đây thì cũng tầm 60 người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nãy kia chúng ta này uống là thật rồi. Đây quý vị, ở đây làm cái mì mén làm lần hai cũng giống như là lần đầu tiên. Nó sôi lên xong thì mình bắt đầu lại múc ra để lấy nước và cho lấy nước vào đấy, cho mình lại lấy tay giống như cái lần đầu tiên mình sàn lại thì mới cho lần thứ hai ăn được. Cho ưu tiên cho những người đàn bà nó ăn trước và những người trẻ em. Đây tất cả anh mân còn những người đàn ông phải ăn sau. Đây là cái có gì anh Ngọc cũng mua những thịt gà của anh Ngọc, còn chị So thì bỏ mì mén cho bỏ ra mì mén này, canh rau bí. Cách ăn của bà con cũng rất là đơn giản.你们到哪里去接接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 接
Bây giờ thì cứ tách ra 4 mân, có 2 mân thì cho những đàn bà con gái ra đi bộ thì nó xa quá, nó phải đi trước để tạo điều kiện cho con gái nó phải ăn trước. Còn cái số này nhà của chị So thì cũng để chắc mấy hôm nữa. Lúc đấy em cái cũng trao đổi với anh Tùa bảo là chiều thì nắm nóng quá, mà mai kia chắc là thôn đấy bận, chắc sao thứ hai thế nào thì sẽ sắp xếp vận động nốt còn một số người ra để giúp chị So hoàn thiện cái nền nhà. Thì bây giờ thì em cái muốn để cho các anh các chị em nó ăn cơm thoải mái hơn, thì em cái cũng xin dừng cái video tại đây. Xin hẹn quý vị và khán giả vào cái video tiếp theo ạ.